xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón liền khăn tai gấu xinh xắn như thế này. Và đối với mẫu này mình có thể áp dụng tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha. Mình sử dụng len nhung và kim 4,5 mm để móc. Do cái mũi móc khi mình móc lên nó hơi khó thấy nên các bạn có thể dựa theo công thức trên màn hình mình có hiển thị ha. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này móc lên cho mình một mũi móc xích ở đây mình có một lưu ý nhỏ nè tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật tay nên cái số mũi móc đơn mình móc vào cái vòng tròn này có thể thay đổi ha nhiều bạn móc 6 mũi móc đơn vào đây thì khi mình móc cái phần thân nón đi lên á nó sẽ bị hơi cúp lại theo cái hình nón lá ha các bạn có thể móc cho mình khoảng tầm 7 cho đến 8 mũi vào đây đối với size này thì mình sẽ móc khoảng tầm 7 mũi ha những bạn nào mà khi móc 7 mũi mà nó bị hơi nhọn các bạn cũng có thể thay thế cho mình là 8 mũi nha tiếp tục móc đơn thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy vào cái vòng tròn đầu tiên này sau khi đã có cho mình được 7 mũi móc đơn vào cái vòng tròn rồi mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên để mình kết thúc vòng ha hoặc là đối với những bạn nào mà muốn móc xoắn ốc á, để cho cái đường móc của mình khi mà mình kết thúc nó không có bị điểm G á, thì các bạn có thể móc xoắn ốc cho mình. Ở đây mình sẽ kết thúc mỗi vòng móc bằng cách móc vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên một mũi dời. Ta kết thúc vòng để mình có thể dễ dàng theo công thức hơn ha. Và để cho cái mũi móc của mình khi kết thúc hè nó không có bị cái điểm G ở đây Các bạn sẽ kéo dài cho mình cái mũi lên và gút lại cho cái mũi dời này nó nhỏ lại Thì cái đường móc của mình nó sẽ không có bị điểm G ở đây ha Vòng móc đầu tiên có 7 mũi móc đơn sẽ tạo ra 7 chân cho vòng móc thứ hai thì bảy chân móc này khi móc lên một mũi móc xích rồi các bạn sẽ móc cho mình vào bảy chân này mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc chân đầu tiên sẽ là cái chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu ha móc đơn đầu tiên nè và móc đơn thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối ha tiếp tục chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc chân thứ tư móc hai mũi móc đơn nè chân thứ năm cũng tương tự hai mũi móc đơn vào cùng chân móc chân móc thứ sáu hai mũi móc đơn và chân móc thứ bảy là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau khi đã móc được đến cuối vòng móc, ta sẽ tăng được gấp đôi số mũi móc so với vòng đầu tiên. Các bạn cũng kết thúc vòng bằng cách đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó kéo sợi len dài ra, quốc một đầu cho cái mũi dời của mình nó nhỏ lại nè. Móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai hoàn tất, ta có được 14 mũi móc đơn, tạo ra 14 chân cho vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên ta sẽ móc một mũi móc đơn, và chân đầu tiên luôn là chân mình móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới ha. Sau đó chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm móc như thế này ha. Tiếp tục cụm móc thứ hai nè. Một mũi móc đơn, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm thứ hai nè. Tiếp tục cụm thứ ba, một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc cụm thứ ba cụm móc thứ bảy cũng nằm ở hai chân móc cuối cùng ha một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc ta hoàn tất được vòng móc thứ ba tăng được 7 mũi cho cái vòng móc này ha tiếp tục kết thúc vòng nè đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó mình kéo dài sợi len và guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến cái vòng móc thứ tư vòng móc thứ tư thì mình sẽ dựa vào vòng móc bên trên của nó vòng móc bên trên của mình có cái công thức là một mũi móc đơn xen hai mũi móc đơn cùng chân móc nè thì cái vòng móc kế tiếp các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình tức là ở đây mình có nè một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc là cái cụm này thì ta tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi mình sẽ có là hai mũi móc đơn mỗi chân ha khi có cho mình được hai mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc như vậy là mình sẽ tăng được tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ta sẽ có cụm móc như thế này và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng bảy cụm móc như thế này ha hai mũi mỗi chân nè sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc ta có cụm móc thứ hai Cầm móc thứ bảy sẽ nằm ở ba chân móc cuối cùng ha. Hai mũi cung chân móc vào chân cuối cùng nè. Như vậy là ta cũng hoàn tất được vào móc thứ tư ha. Kết thúc nè. Vuốt lại ha. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục hàng móc kế tiếp cũng làm tương tự như hàng móc bên trên, tức là mình cũng dựa vào hàng bên trên nó. Hàng bên trên của mình là hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân lúc này nè. Hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc thì hàng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên mình sẽ có là 3 mũi mỗi chân khi có được 3 mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp sẽ là hai mũi cùng chân móc ha như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các hàng móc kế tiếp cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên ha. Hàng này là 3 mũi thì tiếp tục sẽ là 4 mũi, 5 mũi, 6 mũi và xen kẽ sẽ là hai mũi cùng chân móc. Các bạn cứ tăng tịnh tiến dần cho mình cho đến khi cái vòng tròn của thân nó nó đạt được sắp xỉ bằng cái số đo vòng đầu của các bạn cần móc là được ha. Ở đây mình có một lưu ý thứ hai đối với những bạn nào mà móc theo công thức nè. Khi các bạn móc theo công thức thì những cái mũi móc mà ta móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau cho các cái hàng móc nó sẽ nằm chồng lên nhau như thế này. Thì khi mình tăng thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì cái hàng móc của mình nó sẽ bị những cái điểm G. Để giúp cho cái hàng móc nó không có bị điểm G thì mình sẽ phân tản cái mũi móc ha. Đến những cái hàng móc nào mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn. Ví dụ như hàng tiếp theo của mình nè, hàng này là 3 mũi mỗi chân, Hàng kế tiếp là bốn mũi mỗi chân xe hai mũi cung chân ha. Thì các bạn sẽ chia cho mình đưa hai mũi cùng chân vào chính giữa. Ở đây mình sẽ làm tương tự cho các bạn coi nè. Hàng tiếp theo của mình sẽ là bốn mũi mỗi chân. Thì các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi mỗi chân trước. Tức là bốn mũi đó mình chia đôi ra ha. Khi có được hai mũi mỗi chân, chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc. Sau đó sẽ là hai mũi mỗi chân móc thì khi mà mình kết thúc cụm nè ta có hai mũi mỗi chân hai mũi cùng chân và hai mũi mỗi chân cộng lại thì mình cũng có được bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha ta cũng có được cái cụm tương tự như vậy nhưng nó chỉ đảo cái vị trí thôi thì lúc này cái mũi móc mà mà ta móc hai mũi cùng chân á nó sẽ không có nằm chồng lên nhau mà nó nằm xen kẽ giúp cho cái vòng của mình khi mà mình móc nhiều hàng móc nữa nó sẽ không có bị điểm g ha các bạn cứ móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng như vậy nữa. Khi mà mình móc cái hàng móc có số mũi móc đơn là số lẻ thì mình sẽ móc bình thường theo công thức. Còn khi cái số mũi móc đơn lẻ mũi chân là số chẵn thì mình cứ chia ra ha. Sau đó mình đưa hai mũi mũi chân vào chính giữa. Và ta cũng móc cho đến khi sắp xỉ bằng số đo vòng đầu ha. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần thân nón nó đã có được một cái độ rộng ra như thế này rồi. Đối với những cái mẫu nón như thế này thì rất là dễ canh sai nè. Các bạn cần phải xác định cho mình cái số đo vòng đầu của size các bạn cần móc là bao nhiêu Sau đó mình sẽ đo vào cái phần thân nó mà mình đang móc ở đây ha Khi các bạn tăng thêm nhiều vòng móc thấy được cái độ rộng vừa phải rồi nè Mình sẽ canh sau đó mình lật cái mặt trái của hàng móc ra Canh cho mình cho cái mũi móc nó đều lại ha Sau đó đưa mặt trái Sử dụng cho mình thước dây để mình đo Đo từ cái điểm mà ta bắt đầu ha Đo ở cái vành trong nè các bạn sẽ đo tương ứng thôi do cái chất len của mình nó có độ co giãn ha. Cứ đo cho mình hết vòng là được. Kích thước mà các bạn cần đạt được ở cái phần thân nón nó sẽ nhỏ hơn so với size vòng đầu khoảng tầm 5 cm. Thì ví dụ như ở đây của mình đo được là 48 cm. Mình muốn móc cho vòng đầu khoảng tầm 53, 54 cm thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần thân nón khoảng tầm 48 cm là được ha bây giờ mình sẽ móc cái phần thân trùm đầu ha lên một mũi móc xích lúc này mình đã có được cái size của phần thân nón rồi các bạn không cần phải tăng mũi nữa mình cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mũi chân móc là được thì chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc nè mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mũi chân móc ha ta sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi từ cái hàng móc không tăng mũi thì mình không cần phải kết thúc hàng mà mình sẽ quay đầu móc lại để móc ha để mình tạo cái kẽ hở ở phần sau ớt các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích chứ không kết thúc vòng nè lên một mũi móc xích và ta quay ngược đầu móc lại lúc này mình cũng có những cái chân móc cụ thể các bạn cũng móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha móc tương tự cho mình cho đến hết hàng Ta cứ móc đều là được hả? Sau khi móc đến cuối hàng móc thì tiếp tục làm tương tự giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây, lên một xích và cứ quay ngược đầu móc lại. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. móc cho đến cuối hàng sau đó lên một xích và làm thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình gặp cái phần thân nón lại nè theo cái chiều mà mình để hở cái phần sau ót ha móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái chiều sau từ cái phần đỉnh ở bên trong nè ra đến hàng mình móc cuối cùng ha nó che được qua cái phần mặt là được thì kích thước này mình cũng có để ở phần mô tả các bạn có thể nhắc vào phần mô tả sau đó mình tham khảo kích thước và mình móc theo ha thì mình đã móc thêm nhiều hàng móc Lúc này chiều sâu từ cái phần đỉnh nó ra phía trước nó đã sắp xỉ bằng với cái kích thước mà các bạn cần đạt được rồi thì mình sẽ tạo thêm 2 cho đến 3 hàng viền giúp cho cái phần viền nó của mình nó đẹp hơn ha. Thì khi kết thúc cái hàng này các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích nè. Tức là nó sẽ tương đương chiều cao của mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi kép đơn thay vì là mũi móc đơn nhé Mỗi chân móc ta cứ móc mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng móc rồi, thì các bạn tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và ta quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ tạo điểm nhấn cho cái phần viền nón bằng cách móc xen kẽ các cái mũi ngoặt trên và mũi ngoặt dưới xen kẽ ha. Trước tiên là các bạn sẽ móc cho mình vào luôn chân móc đầu tiên một mũi kép đơn trước. Từ chân móc thứ hai trở đi thì mình sẽ móc xen kẽ nè. Thì thay vì mình móc vào chân móc thứ hai một mũi kép đơn, các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình sẽ đẩy cái thân chân móc của cái mũi thứ hai đó lên trên kim. Thì khi đẩy này các bạn đưa kim cho mình vào chính giữa hai cái mũi đầu tiên và hai thân chân móc đầu tiên ha. Sau đó mình luôn xuống dưới nè, đâm từ dưới lên trên tức là đẩy cái thân chân móc thứ hai lên trên kim và móc vào đây mũi kép đơn ta sẽ được một mũi ngoặt trên ha đến cái mũi kế tiếp thì mình sẽ làm ngược lại thay vì đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim thì mình sẽ không đẩy thân chân móc lên kim ta sẽ luồn kim xuống phía dưới và đẩy cái thân chân móc đó xuống dưới kim thay vì đẩy lên trên thì mình đẩy xuống dưới ha móc vào đây cho mình mũi kép đơn như vậy là ta sẽ có được một mũi ngoặt dưới nè các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình cho các chân còn lại ha mũi kế tiếp sẽ là mũi ngoặt trên tương tự như mũi này tức là đẩy thân chân móc lên trên kim móc vào mũi kép đơn ta được mũi ngoặt trên và tiếp tục ha mũi kế tiếp xen kẽ sẽ là mũi ngoặt dưới nè đẩy thân chân móc xuống dưới kim móc vào mũi kép đơn các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình cho đến cuối hàng sau đó mình sẽ móc thêm một cho đến hai hàng chồng lên nhau như thế này ta sẽ có được một cái phần viền cho thân nón ha ở đây mình sẽ móc viền khoảng tầm 3 hàng móc nè bây giờ mình sẽ móc phần khăn ở phía dưới thì phần khăn mình sẽ móc liền luôn trên thân nón ở ngay cái phần mà mình chẻ ở cái phần ót á ha thì bây giờ mình sẽ móc liền luôn nè Đầu tiên thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi kép đơn cuối cùng mà mình viền, móc vào đó một mũi móc đơn trước. Tiếp theo các bạn sẽ để ý cho mình nè, lúc này mình sẽ có các cái thân chân móc, chân móc, thân chân móc, chân móc xen kẽ lẫn nhau chứ không phải là những cái chân móc liên tiếp. Ta đâm lần lượt vào các chân móc, mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc chứ không móc vào thân chân móc nha. Ở đây mình có hai cái chân móc nè, Tiếp theo đến cái chân móc kế tiếp sẽ là cái chân sát với lại cái hàng mũi móc đơn. Thì cái hàng mũi móc đơn các bạn lúc này để ý mình sẽ có những cái chân móc liên tiếp chứ không có thân chân móc xen kẽ nữa. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Mình sẽ móc cho đến khi mình đạt được cái độ dày của phần khăn mà các bạn cần móc ha. Và đối với mẫu này các bạn có thể chia đôi cho mình cái chiều sâu của phần ót á. Đây là cái phần ót của mình thì có thể chia đôi chiều sau và mình móc một nửa cho phần thân khăn ha. Hoặc là các bạn cũng có thể móc ít hơn một tí hoặc là nhiều hơn một tí nè. Khi đã có được cái độ rộng cho phần khăn rồi móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Mình móc các cái mũi kép đơn cho cái hàng móc tiếp theo ha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì mình có bao nhiêu chân mũi đơn viền á thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình bấy nhiêu mũi kép đơn và bấy nhiêu chân ha mỗi chân móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều dài của phần khăn mà các bạn mong muốn nha sau khi mà mình đạt được cái chiều dài của phần thân khăn quấn quanh cái phần cổ khoảng tầm 1 cho đến 3 vòng tùy thích ha ta sẽ hoàn tất được một cái nón liền khăn như thế này thì để tạo điểm nhấn cho cái phần nón á mình sẽ móc thêm hai cái tay để trang trí ở đây mình có móc một cái tay gấu như thế này thì cái phần tay gấu của mình sẽ khâu vào trong thân nón theo cái độ cúp như thế này tạo điểm nhấn cho cái phần tay ha các bạn tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 14 mũi kép đơn ha kép đơn đầu tiên nè kép đơn thứ hai tiếp tục mũi kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy kép đơn thứ tám mũi kép đơn thứ chín Kép đơn thứ 10. Kép đơn thứ 11. Kép đơn thứ 12. Kép đơn thứ 13. Và kép đơn thứ 14. Khi có được 14 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, kết thúc bằng cách đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại ha. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên có 14 mũi kép đơn tạo ra 14 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên hai mũi kép đơn nè. Chân thứ hai móc hai mũi kép đơn. Tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Chân thứ 14 cũng hai mũi kép đơn. Sau khi kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là cái vòng tròn của tay mình đã có được một cái độ rộng như thế này rồi. Mình sẽ dừng lại ở hai vòng móc này. Vòng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa ha. Để giúp cho cái phần tay của mình nó có độ cong lại. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cuối hèn Khi hoàn tất thì mắc vào chân của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời. Móc lên một xích sau đó cắt len. Lưu ý các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong phần tay ha. Sử dụng kim khâu xỏ cho mình sợi len này vào trong kim khâu. Lưu ý khi khâu các bạn sẽ tạo cho mình cái độ cong của cái phần tai, đặt cho mình cái phần thân nón theo cái vị trí như thế này, chia đều hai bên ra ha, để mình xác định được vị trí của hai tay cho nó đều nè. Phần tai thì mình sẽ khâu làm sao cho nó có cái độ bo cong ha. Các bạn sẽ gặp cho mình cái phần tai theo cái hướng này, cái mũi mà mình vừa kết thúc đây ha. Ta sẽ chọn một điểm đối xứng với phần tai mà mình vừa khâu ở đây. Các bạn sẽ khâu cho mình bằng với cái phần tay mà mình vừa khâu được ha. Chọn một điểm để khâu nè. Lưu ý khi khâu để tạo cái độ cong cho phần tay nó được cố định luôn trên thân nón này các bạn sẽ khâu cho mình một mép trước, sau đó là mép thứ hai mình sẽ khâu sâu ha. Ta sẽ dời kim xuống một hàng, đâm kim vào cái chân móc tương ứng. Và cái mũi khâu ở trên tay ha, cũng khâu một cái đường ở phía ngoài thôi nhé tiếp tục tạo độ sâu nữa thì cứ giờ cho mình thêm hàng móc khi đã có được độ sâu vừa phải rồi thì các cái mũi tiếp theo thì mình sẽ khâu đều nè không có giờ xuống hàng móc nữa mình sẽ khâu đều ha Khâu được 1 phần 3 rồi còn 1 phần 3 còn lại mình sẽ khâu dời ra lại. Mình sẽ dời mũi khâu ra phía ngoài ha. Như vậy là ta đã khâu được một bên của tay rồi nè. Tiếp theo mình sẽ lật cái mặt ở phía sau ra. Quay cái mặt phía sau ra ha. Mình còn một đường khâu ở tay nữa thì các bạn sẽ khâu tương ứng cho mình với cái điểm ở phần thân nón. mình cũng khâu tương tự nè dời mũi dời đủ độ sau rồi mình sẽ khâu đều nè khâu đều khoảng tầm 1 phần ba nữa sau đó tiếp tục mình sẽ khâu thẳng tiến lên ha sát với mép của cái mũi đầu tiên mình khâu luôn sau khi đã khâu hoàn tất rồi thì giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc các bạn có thể giấu luôn vào trong phần tay hoặc là để chắc chắn hơn mình sẽ giấu vào trong các cái mũi móc nè. Sau đó cắt cái đoạn lên thừa đi ha. Như vậy là mình sẽ khâu được hai tay hoàn tất tạo được cái độ sâu cho phần tay của mình ha. Như vậy là mình vừa hoàn tất xong một cái mẫu nón liền khăn tay gấu xinh xắn như thế này. Đối với mẫu này thì các bạn cũng có thể áp dụng tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ hoặc mình có thể thay đổi màu tùy thích. Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công!